Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay trên tay mình là một siêu phẩm đến từ thương hiệu Soto của Nhật Bản, một chiếc bếp mới xuất hiện trên thị trường năm 2023. Có mã là ST340BK Green Black Edition. Hôm nay mình sẽ unbox chiếc bếp này để xem là mẫu bếp này ở bên trong ra sao và bao gồm những cái gì. Sẽ unbox chiếc bếp này cho anh em xem ở trong chiếc bếp này nó có những cái gì. Thì đầu tiên này, một quyển sách hướng dẫn, một cái thiết bếp, một chân cao su màu đen. Mình sẽ lôi hết ra nha để cho anh em cùng xem nha. Một chiếc túi bếp. Ok, mình sẽ tháo chiếc ni lông này ra. Ok, anh em nhìn thấy đây là một mẫu bếp có tên là ST340BK màu đen. Phiên bản màu đen bao giờ cũng rất là ấn tượng đối với người sử dụng. Nhìn khỏe mạnh, mạnh mẽ. Ok anh em, trên tay mình là một mẫu bếp ST340BK, là một mẫu nâng cấp cơ bản của mẫu tiền nhiệm trước là ST340. Ở chiếc mẫu 340BK này á, ngoài cái hình dáng là màu đen, cái 340 mẫu cũ thì là màu trắng, 340BK này là màu đen và phiên bản này là phiên bản Black Edition. Thì nó có thêm những cái gì? Ở đây mình đang thấy là bản nâng cấp thì tất cả được sơn màu đen hết. Cần đánh điện cũng là màu đen. Và đi kèm theo sẽ có một chân cao su để lót chống trượt cũng màu đen. Thì cái chân cao su này á, là anh em sẽ cho vô những cái chân này để làm gì? Để khi mà mình đặt ở trên những cái bàn hoặc là ở trên những cái đá chẳng hạn thì nó sẽ không bị trượt, trơn trượt nhá. Mình sẽ quay lại mình xem cái thông số của cái mẫu bếp này. Phía trên này, đầu tiên ở phía trên này, kích thước là 166 x 142 x 110 này mm. Đây là cái kích thước mà khi mà mình mở rộng ra hết như vậy nha. Còn khi mà thu lại là 140 x 70 x 110 mm, trọng lượng là 360 gram. Một điều này quan trọng nhất này, tất cả những mẫu bếp ga của Soto công suất lớn nhất là 3.3 kW, là 2.800 kcal trên giờ. Thì ở đây mẫu bếp ST340 và ST340BK cùng chung một cái công suất là 3.3 kW. Đây, một cái công suất rất là lớn dành cho cái bếp ga. Tiếp theo nữa, một số những cái hướng dẫn ở dưới. Ok, cái này sử dụng bình ga dài. Ở Việt Nam anh em sử dụng bình ga 50 lắc đều được. Ở đây là toàn tự tiếng Nhật. Cái này anh em có thể lên trên trang Mr. Weekend để xem mình dịch sang nha. Mình đi lại với mẫu bếp. Ở đây, một chiếc túi đựng bếp để qua một bên, sách hướng dẫn để qua một bên. Và sau khi anh em mua cái bếp ST340BK này, mình gắn chân cao su vô, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một cái bản nâng cấp nhẹ dành cho cái bếp này để anh em có thể ngầu hơn, nhìn sẽ đẹp hơn. Ở đây mình sẽ đưa một bản nâng cấp nhẹ để cho anh em cùng xem nha. Đây, mình để như này. Hai mẫu bếp này, chân cao su mình đã cho vào trong bếp. Để cho cái chân cao su này vào trong bếp này nó thuận lợi dễ dàng ấy, thì anh em sẽ cho một ít cái nước rửa chén vô trong cái lỗ của cái chân cao su. Sau đó bắt đầu là mình sẽ đút vô đây. Sau đó anh em lấy nước rửa lại, không có vấn đề gì nha. Không sao, đừng có sợ là bếp bị hư. Mình có thể rửa lại bằng nước sạch. Sau đấy bắt đầu là mình lau khô đi và mình sử dụng. Ở đây anh em nhìn thấy nó sẽ có này, cái van mở ga của gốc bếp á. Ví dụ mình mở như này, mình vặn, nó sẽ
Hơi khó một chút nhưng không phải là không sử dụng được. Anh em có thể nâng cấp bằng cái núm cao cái núm mở van của Coming Moon. Ở đây cái, mình sử dụng cái Black Side của Coming Moon này, có mã là MBK28. Thì cái này ở trong này thì anh em có thể thay thế cái núm vặn vô đây. Sau khi thay thế xong á thì mình sẽ có một cái núm vặn như vậy. Thì anh em mở sẽ rất là đơn giản. Đó. Mở ga, đóng ga nó sẽ rất là đơn giản. Đây, anh em nhìn nha. Sau khi nâng cấp xong cái bản ST340BK thì anh em sẽ được cái bếp này. Và bây giờ mình sẽ test thử cái mẫu bếp này cho anh em xem là cái ngọn lửa có đúng như lời đồn là với công suất lớn là 3300kW là sẽ lớn như nào. Mình để cái bếp này qua bên cạnh bên này. Một số anh em hỏi là cái nhiên liệu của cái bếp bếp nhện ST340 này sử dụng nhiên liệu nào, thì ở đây có rất nhiều những cái mẫu bình ga để anh em có thể sử dụng được. Nhanh nhất là mình có thể mua bình ga Namilac, còn nếu không thì anh em có thể mua bình ga của Iwatani của Nhật Bản đều được. Nhưng hôm nay mình sẽ offer cho anh em một bình ga cực kỳ đẹp, cũng màu đen, TC25 của Coming Moon. Sở dĩ tại sao nó đẹp là khi mà mình gắn vô cái bếp này như vậy, anh em nhìn thấy nó sẽ rất là đẹp, ngầu đúng không? Thì đẹp bình ga này qua bên cạnh. Thì cái mẫu bình ga này á, nó sẽ làm cho cái bếp của mình nó nhỏ lại, cân đối hơn. Và khi mà mình sử dụng á, chụp ảnh lên cũng sẽ đẹp rồi. Ở đây cái bình ga này có sức chứa là 35g nha. 35g thì cái thời gian để sử dụng một chiếc bếp với công suất lớn như vậy á, thì nó sẽ loanh quanh được khoảng từ 20 phút cho đến 30 phút mình mở bếp. Nên cái khoảng thời gian 20 phút đến 30 phút thì anh em có thể đun ấm trà hay là pha cà phê đều hợp lý. Sử dụng một ngày khoảng 3-4 lần là ok nha. Cách bơm thì mình sẽ đã nói ở cái video trước là bơm vào cái bình ga này rất là dễ thôi. Bây giờ quay lại video, mình sẽ mở cái bếp ST340 này để cho anh em cùng xem cái ngọn lửa của cái bếp này là có lớn hay không nha. Đây, anh em nghe tiếng xì không? Đó, mình có thể mở và nghe tiếng xì, sau đó mình sẽ bấm cái cần đánh điện ở đây. Ngọn lửa là sẽ lên, anh em nhìn thấy không? Thì khi mà bật lên á thì cứ mở khi nghe tiếng xì bật. Đó, và mở hết công suất lên cho anh em cùng xem. Ngọn lửa cực kỳ là lớn. Cái miệng của cái bếp nó đã lớn rồi. Đó, anh em nhìn này. Cái này mình có thể mở lớn nhỏ ở phía dưới này nhá. Nó sẽ thuận tiện hơn nếu mà anh em sử dụng cái núm. Đó. Ok. Với cái công suất lớn như vậy á, thì mình đun một ấm nước loanh quanh khoảng dung tích 1 lít thì mất khoảng từ 3 phút cho đến 3 phút 15 giây nhá anh em nhá. Với nếu mà ví dụ như kiểu gió mà có lớn quá thì loanh quanh từ 3 phút đến 4 phút là sẽ sôi một cái nồi nước khoảng 1 lít nước. Ok, mình đã giới thiệu xong qua cái mẫu phiên bản bếp nhiệt mới nhất dòng cao mới xuất hiện trên thị trường. Có tên là ST340BK Rain Black Edition. Sản phẩm đang được phân phối tại công ty Mr. Weekend. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ like và subscribe kênh của Mr. Weekend để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Cảm ơn mọi người.